Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của mình. Và mình là Tốt Mỡ đây. Anh em ơi, vào rạng sáng ngày 16 tháng 5, mình nghĩ là mình không biết cái thời gian chính xác đâu, nhưng mà có lẽ là vào tối ngày 15 tháng 5, rạng sáng ngày 16 tháng 5, tức là chỉ cách đây có 1-2 hôm thôi, thì máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends đã cho ra mắt phiên bản update patch note 1.3.78 với rất là nhiều những cái nội dung thú vị, từ trang phục cho đến các vị tướng cũng như là những cái nội dung mới có trong phiên bản cập nhật lần này. Và ở trong video clip này, hãy cùng mình đi tìm hiểu những cái nội dung đó, và mình chắc chắn rằng những cái nội dung này sẽ làm bạn vô cùng tò mò và vô cùng thích thú khi biết được đến nó đấy. Hãy cùng nhau bắt đầu những cái nội dung ở trong cái video clip này nào anh em ơi. Cái nội dung đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó là hé lộ 3 trang phục mới của biệt đội Venom. Hẳn rằng chúng ta đều biết được đó là ở mấy chủ chính thức của Mobile Legends, chúng ta đã được biết và chúng ta đã được mua, có thể sở hữu được 2 trang phục của cái biệt đội Venom này, đúng không anh em? Đó là Angela ông bắp cầy và trang phục của Grock có tên gọi là rồng hộ vệ. Cách đây vài ngày thì mình có chia sẻ cho anh em cái thông tin đó là cái vị tướng thứ 3 sẽ có trang phục của Venom, đó là Hurley. Và chúng ta vẫn chưa biết được là hai cái vị tướng còn lại sẽ có trang phục Venom là ai. Thì cho đến ngày hôm nay, mình đã nhận được cái thông tin từ các YouTuber nước ngoài cũng như cộng đồng Mobile Legends để biết được đó là hai vị tướng sẽ có cái trang phục Venom. Hai vị tướng cuối cùng đó chính là Hanabi và Gilson. Đối với Hanabi thì hiện đã có icon rồi anh em ạ. Và cả hai vị tướng này đều đã có những cái hoạt cảnh ở trong phòng chờ rồi. Như vậy chúng ta có thể xác định được là nếu như không có gì thay đổi thì cái biệt đội Venom này sẽ có 5 vị tướng, đó là Angela, Grock, Hurley, Hanabi và Gilson. Chúng ta có một sát thủ này, một xạ thủ, một pháp sư, một hỗ trợ và một tanker đỡ đòn, hoàn toàn có thể tạo thành một cái team hoàn chỉnh để có thể tham gia cái chế độ xếp hạng hoặc là chế độ đấu cổ điển. Quá là tuyệt vời đúng không anh em? Bên cạnh cái thông tin về hai cái vị tướng còn lại của cái biệt đội Venom thì chúng ta cũng có những cái trang phục mới vô cùng thú vị như sau. Đó là đối với Estes sẽ có một cái trang phục mới mang tên là Crow Bishop, dịch sang tiếng Việt dịch thô thôi anh em nhé, đó có nghĩa là giám mục quặn. Đối với Kaya, vị tướng đấu sĩ hỗ trợ đang rất hot ở meta hiện tại, cũng sẽ có một cái trang phục mới rất là đẹp, đó là trang phục có tên gọi là Kaminari. Đối với Jazz sẽ có một cái trang phục Zodiac, đó là trang phục cung hoàng đạo. Đối với Ngộ Không sẽ có một cái trang phục mới, đó là trang phục Simian Curse, dịch thô đó là lời nguyền của Simian. Đối với God, Châu cũng như là Uranus, cả ba vị tướng này đều có những cái trang phục rất là đẹp, đặc biệt đối với trang phục của Châu cũng như là trang phục của God nhìn vô cùng đẹp anh em ạ. Châu thì đẹp trai vãi cả trường luôn, còn đối với God thì nó hơi mang tính chất gọi là nó kiểu công nghệ, giống như kiểu là Selena anh em. Không biết những cái thông tin về những cái trang phục mới ra mắt ở trong Mobile Legends có làm anh em thấy thú vị không? Và anh em ấn tượng đối với những cái trang phục nào sắp ra mắt trong Mobile Legends, hãy để lại bình luận ở bên dưới video clip này của mình nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đi tiếp đến một cái chủ đề nó khá là thú vị đối với bản thân mình, nhưng mà không biết đối với anh em như thế nào. Đó là cái trang phục huyền thoại đường phố của Ngộ Không dự kiến sẽ xuất hiện trong cái vòng quay may mắn, trong cái shop may mắn cho anh em vào ngày 20 tháng 5. Hiện tại thì mình chưa có sở hữu cái trang phục huyền thoại đường phố này, và chắc chắn rằng nếu như mà cái trang phục này sẽ xuất hiện ở trong cái shop may mắn thì chắc chắn là mình sẽ mua Ngộ Không về và mình sẽ cố gắng farm để có được cái trang phục này. Bên cạnh những cái thông tin về trang phục mới của Venom và các trang phục mới khác thì chúng ta có một cái thông tin về một vị tướng mới sắp ra mắt trong Mobile Legends. Vị tướng này có tên là Dyrus với biệt hiệu là đứa con của vực thẳm. Thì bộ kỹ năng của cái vị tướng này nó khá là thú vị anh em ạ. Cho đến thời điểm hiện tại, cái vị tướng Dyrus này vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về hoạt cảnh này, xong rồi về các icon kỹ năng. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được về cái thiết kế tạo hình của cái vị tướng này, đó là đây. Đó, anh em thấy cái vị tướng này nó có lai tạp hay là nó có giống cái vị tướng nào đã có trong Mobile Legends không? Hãy cùng thảo luận ở bên dưới video clip này nhá. Thì chúng ta hãy cùng đến với cái bộ kỹ năng mà mình có tìm hiểu trên mạng. Chiêu nội tại của vị tướng này dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là hơi thở vực thẳm. Cái chiêu thứ hai của Dyrus này đó là cú đánh tàn bạo, mình dịch thô thôi anh em nhé. Và chiêu thứ ba đó là bước đi bóng ma, và chiêu cuối của vị tướng này là The Destruction, sự hủy diệt. Ba cái chiêu thức này mình vẫn chưa biết được là nó cụ thể nó sẽ ra sao, nhưng mà theo như mình đoán thì cái chiêu 1 của vị tướng Dyrus này nó là một chiêu dạng gọi là dồn sát thương rất là mạnh, tức là tung cái bụp, một cái nguồn sát thương rất là lớn,
lên mục tiêu. Mình không biết là mục tiêu dạng phạm vi hay là dạng chỉ định, nhưng mà mình chỉ biết là tung một cái sát thương rất là lớn thôi. Cái chiêu thứ hai, nó dịch sang tiếng Việt là bước đi bóng ma. Thì đây có lẽ là một cái chiêu thức dịch chuyển, nó là một cái chiêu tốc biến hay là một cái chiêu gì đó giúp cho Darius có khả năng di chuyển nhanh này, vượt địa hình, kiểu kiểu là như vậy. Và cái chiêu thứ ba của vị tướng này, nó tên tiếng Việt là sự hủy diệt, thì có lẽ là một cái khả năng gây sát thương bộc phá trong một phạm vi nó rất là mạnh và có kèm hiệu ứng gì đó. Đó, thì cái Darius được đánh giá là một vị tướng lai giữa đấu sĩ và pháp sư, và có những cái kỹ năng đặc biệt, đó là truy đuổi và dồn sát thương. Do đó chúng ta có thể gọi là hy vọng vào một cái vị tướng sẽ mang đến một cái nguồn sát thương khủng rất là mạnh ở trong Mobile Legends giai đoạn tương lai. Bản thân cái vị tướng Darius này cũng đã có một cái cốt truyện riêng vô cùng thú vị, và hiện tại là cái cốt truyện này đã có phiên bản tiếng Anh rồi. Vậy thì anh em hãy bật to loa lên để mà cùng nghe mình dịch lại cốt truyện này cho anh em xem là cái câu chuyện về vị tướng Darius này là như nào nha anh em. Vào 30 năm về trước thì một cái hoàng tử đã được sinh ra ở đế chế Munian. Khi mà cái vị hoàng tử này được sinh ra thì anh ta được cho đó là biểu tượng của sự cứu rỗi cũng như là công lý của người dân ở cái đế chế Munian này. Và cái vị hoàng tử này đã được hy vọng và từng được mong sẽ dẫn dắt cái đế chế Munian đến cái việc thống nhất cái lục địa bình minh. Và bởi vì như vậy cho nên là toàn bộ những cái quý tộc ở cái đế chế ấy đã cung phụng, đã mang tất cả mọi thứ đến cho cái vị hoàng tử này. Tuy nhiên, có một cái biến cố xảy ra vào cái ngày sinh nhật đầu tiên của vị hoàng tử này, đó là cậu bé được tìm thấy và được cho rằng đã chết khi mà có một cái khăn bọc quanh cái người cậu bé này anh em, bị thấm đẫm máu. Toàn bộ cái căn phòng của vị hoàng tử này đã được bao phủ bởi những cái móng vuốt, và những cái người lính được giao cho trách nhiệm bảo vệ cái vị hoàng tử này đều đã bị giết chết. Cái nỗi buồn, cái sự tuyệt vọng đã bao trùm lên toàn bộ cái đế chế Munian. Và kể từ đó, cái niềm hy vọng để thống nhất lục địa bình minh của đế chế Munian đã hoàn toàn sụp đổ. Có một số người dân của đế chế đã tin rằng cái vị hoàng tử này đã bị giết chết bởi lũ ác quỷ, lũ demons. Nhưng có một số ít người lại tin rằng hoàng tử của họ vẫn còn sống. Do đó, từng lớp quý tộc của đế quốc đã yêu cầu đội kỵ binh hoàng gia cũng như là tu viện ánh sáng phải đi tìm hiểu cái sự thật. Rất là bất ngờ, đó là cũng vào cùng cái thời điểm đấy, đứa con của bóng tối đã được sinh ra. Trải qua một vài năm, có một câu chuyện nó rất là lạ đã xuất hiện ở bên cái ngọn đồi phía nam của đế chế Munian, ở sâu thẳm trong vực thẳm, ở trong Abyss anh em. Thì Thamurt, chúa tể dung nham, đang theo dõi một cái trận đấu vô cùng đặc biệt. Ở trong cái trận đấu này, có hai con quái vật đang sống mái với nhau để tìm ra xem đâu là con quái vật mạnh nhất. Và trong số hai con quái vật đó thì có một con quái vật đã giành chiến thắng. Cái con quái vật này thì được cho là sở hữu cái gen ác quỷ mạnh nhất, và đó là cái vị đấu sĩ mạnh nhất của cái lũ ác quỷ này. Alice cũng ở đấy, à ta ôm hôn và tỏ vẻ như là vô cùng yêu quý tên đấu sĩ này, và đặt hắn làm cái trung tâm cho cái kế hoạch hoàng gia mà ả ta đang chuẩn bị thực hiện. Cái con quỷ đấu sĩ này nó giống như là một kiệt tác của Alice, và hắn có đầy đủ tất cả những cái gì mà Alice đang có, đó là sự xảo quyệt, gian trá và cũng như là một bậc thầy về chiến lược quân sự. Hắn ta còn học được cái khả năng giao tranh, cái khả năng combat đến từ Thamurt, và giờ đây đứa con của bóng tối đã hoàn toàn sẵn sàng để có thể đại diện cho chúa tể bóng tối để thực hiện cái kế hoạch phá hủy, tiêu diệt và dìm cái đế chế Munian này trong biển lửa. Và đấy là toàn bộ những cái câu chuyện về cái vị tướng mới Darius sắp ra mắt của Mobile Legends. Một cái nội dung mới tiếp theo đang có trong máy chủ thử nghiệm mà anh em cần quan tâm, đó là có hai cái khung avatar rất là thú vị. Cả hai cái khung này đều nằm ở dưới rất sâu ở trong phần khung ảnh đại diện mà như anh em đang nhìn ở trên video clip này. Cái khung đầu tiên đó là khung avatar cấp thiên giới. Như mô tả của cái khung này, nó được gọi đó là quà độc quyền cấp thiên giới. Thì mình không rõ cái cấp thiên giới ở đây là gì, đó liệu có phải là cái cấp độ tiếp theo ở trên cái cấp độ thần thoại hay không. Bởi vì cái thông tin này mình thấy được cộng đồng Mobile Legends ở nước ngoài đang thảo luận rất là nhiều, và họ đang cho rằng cái cấp thiên giới này nó chính là cái cấp tiếp theo ở cấp độ thần thoại. Thì có thể là chúng ta khi mà lên được đến cấp độ thần thoại anh em, thì nó không còn là thần thoại 1 sao cho đến thần thoại vài trăm sao nữa, mà nó có thể gọi là nó sẽ chia theo từng cấp bậc. Nó giống như kiểu là thần thoại 5, thần thoại 4, thần thoại 3, 2, 1, rồi đến cấp thiên giới này thì sao anh em, có thể là như vậy. Và một cái khung còn lại đó là cái khung lấp lánh. Thì cái khung này anh em có thể nhận được qua cái sự kiện nạp thẻ. Về cơ bản anh em có thể hiểu là anh em nạp một cái số lượng kim cương nhất định thì anh em sẽ nhận được cái khung này. Cái nội dung tiếp theo mà hẳn anh em sẽ quan tâm khá là nhiều, đó là ở trong phiên bản 1.3.78 này,
thì đã có một số cái điều chỉnh về một số cái vị tướng ở trong Mobile Legends. Chúng ta sẽ cùng đi lần lượt đến những cái vị tướng mà mình cho rằng là có thay đổi chính thôi anh em nhé. Còn những cái vị tướng chưa ra mắt trong Mobile Legends này, hoặc là những cái thay đổi nhỏ về gọi là hình ảnh, thi triển chiêu thức này nọ kia thì mình xin được bỏ qua. Cái vị tướng đầu tiên mà Mobile Legends mà Moontoon đã tiến hành chỉnh sửa đó chính là Hằng Nga. Khi mà nhà sản xuất này đã chỉnh sửa cái chiêu thứ hai của vị tướng Hằng Nga, Nguyệt Quang Hộ Mệnh, cái sát thương vật lý nó sẽ tăng thêm từ 0.15 lên 0.2. Sát thương phép thuật cũng tăng thêm từ 0.2 lên 0.3. Đây là một cái điều chỉnh tăng sát thương nhỏ đến từ chiêu thứ hai của Hằng Nga. Đối với xạ thủ mới ra mắt trong Mobile Legends, Ranger có một cái lỗi nhỏ ở cái nội tại khúc ngẫu hứng này, thì theo như mình dịch, cái lỗi này nó cho phép Ranger có thể bắn không hết đạn nếu tấn công vào nhà chính của địch từ khoảng cách cực xa. Thì mình đang không rõ là cái lỗi này nó sẽ ra sao, nhưng mà về cơ bản mình dịch và hiểu nó là như vậy. Anh em nào mà đã mua Ranger rồi thì anh em có thể test hộ mình cái này nhá. Mình nghĩ là máy chủ chính thức là đang bị cái này đấy. Ngoài ra, Ranger cũng đã được tăng sát thương vật lý từ đòn đánh cơ bản lên từ 1 thành 1.1, tức là nó tăng thêm 0.1 sát thương vật lý thôi. Nó rất là nhỏ, nhưng mà dù sao đây cũng là một cái gọi là boost cho Ranger. Đối với Minotaur, đó là giảm chỉ số phòng thủ từ 3.8 xuống còn 3.1, tức là giảm đi 0.7 chỉ số tăng trưởng phòng thủ của vị tướng này. Đối với Kimi anh em ơi, đây là một đợt giảm sức mạnh vô cùng lớn đối với chiêu 1 chuyển hóa năng lượng, tức là cái chiêu thứ nhất chuyển hóa năng lượng, cái sát thương phép thuật gây ra theo từng cấp độ, đó là 25, 28, 31, 34, 37, 40 bị giảm xuống còn 10, 13, 16, 19, 22, 25. Tức là ở cái cấp độ tối đa của cái chuyển hóa năng lượng, nó chỉ bằng cái cấp độ đầu tiên ở thời điểm hiện tại của Kimi ở máy chủ chính thức thôi. Do đó đây có lẽ là một cái điều chỉnh giảm rất là mạnh đối với vị tướng Kimi này khi mà chơi theo cái lối chơi phép thuật, anh em lưu ý nhé. Đối với vị tướng Guinevere, đó là lễ đàn Violet, đã bị giảm sát thương gốc từ 700, 850, 1000 xuống còn 650, 780, 90, tức là tương ứng với các cấp độ đấy anh em. Ví dụ cấp độ 1 là gây sát thương 700 thì bây giờ bị giảm xuống 650, cấp độ 2 gây sát thương là 850 thì bị giảm xuống 780, và cấp độ cuối gây sát thương 1000 thì bị giảm xuống còn 910. Đối với Jazz, vị tướng mới được làm mới lại toàn bộ chiêu thức ở trong Mobile Legends ở phiên bản trước ở máy chủ thử nghiệm, thì ngay lập tức ở phiên bản này, Jazz đã bị giảm đi khá là mạnh. Đó là cái chiêu thực thể ác mộng khi được cường hóa anh em, thì máu của cái thực thể ác mộng khi được cường hóa bởi chiêu cuối đấy bị giảm đi. Trước đây là từ 1.000, 2.000, 3.000 thì bây giờ giảm đi chỉ còn 500, 1.000, 1.500 máu thôi. Cái giảm này nó rất là mạnh tay luôn anh em ạ. Và cho thấy được cái thực thể ác mộng bị cường hóa đấy nó sẽ dễ bị tiêu diệt hơn bởi trụ hoặc là bởi các kỹ năng đến từ team địch. Đối với Kaya thì ở máy chủ thử nghiệm ở phiên bản này có một điều chỉnh nhỏ ở cái kỹ năng bom sấm sét, tức là cái chiêu lướt đi của vị tướng này đó anh em. Thì cái chiêu 2 của Kaya khi mà vị tướng này lướt đi anh em, nó sẽ bị lướt ngắn đi một chút xíu. Kaya sẽ lướt đi ngắn hơn so với máy chủ chính thức. Đối với vị tướng Lolita, đó là sửa lỗi chiêu thứ hai là chắn bảo hộ. Khi mà cái chiêu này không thể đỡ được cái chiêu cuối động lực công phá của Claude khi vị tướng này quay lưng lại đối với Lolita. Nếu như anh em có để ý kỹ cái hoạt cảnh của Claude khi mà thi triển cái chiêu cuối động lực công phá ấy, thì Claude sẽ liên tục gọi là xoay ra trước mặt, xoay ra sau mặt hoặc là xoay từ phía ấy, thì sẽ có một cái khoảnh khắc mà vị tướng này sẽ quay lưng lại đối với Lolita. Thì khi mà quay lưng lại ấy, thì cái lá chắn bảo hộ ở máy chủ chính thức theo như mình đang được hiểu ấy, thì nó sẽ không đỡ được cái sát thương đến từ cái chiêu cuối động lực công phá này anh em ạ. Những cái nội dung cuối cùng mà mình nghĩ rằng anh em cũng rất là quan tâm, đó là điều chỉnh về gameplay cũng như là hệ thống. Có 4 điều chỉnh về gameplay và hệ thống mà anh em cần phải quan tâm ở phiên bản này. Nội dung thứ nhất, đó là khi mà Lord sử dụng cái chiêu thức lúc đẩy nhà sau phút thứ 12, anh em có biết cái con Lord của chúng ta ấy, khi mà sau cái phút thứ 12 ấy, mà nó đang công trên đường ấy, nó gặp một cái trụ chính của đối phương thì nó sẽ có một cái chiêu thức, đó là đập đập cái búa xuống đất xong rồi lao đến đập vào cái trụ, đúng không anh em? Thì ở phiên bản này có một cái điều chỉnh nhỏ, đấy là khi mà Lord dừng lại thi triển chiêu thức đập đập để rồi lao đến cái trụ ấy anh em, thì nó sẽ không còn chặn lính đồng minh khi mà thi triển chiêu này nữa. Cái nội dung thay đổi thứ hai, đó là tối ưu hóa các bụi cỏ trên các thiết bị điện thoại di động yếu và điện thoại di động tầm trung. Cái nội dung thứ ba, đó là thêm tính năng mới, tính năng nâng cấp trang phục. Giờ đây, người chơi có thể sử dụng trang phục cơ bản của mình và thêm kim cương để nâng cấp các trang phục khác. Cái hệ thống này thì sẽ có trong thời gian tới. Và cái nội dung cuối cùng, nội dung thứ tư, cái nội dung này rất là hay đối với những cái máy điện thoại yếu, đó là bổ sung thêm cái tính năng light setting, lite setting cho các máy điện thoại yếu có RAM từ 700 cho đến 800 MB. Những cái máy yếu thì giờ đây có thể chuyển về light setting để có thể chơi game mượt hơn. Trên đây là toàn bộ những cái thông tin vô cùng thú vị ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends phiên bản 1.3.18. Và mình không biết rằng anh em sau khi mà tìm hiểu hết xong những cái nội dung thú vị này thì có những cái cảm nghĩ hay là suy nghĩ gì.
hãy chia sẻ với mình cũng như là các anh em khác thông qua phần bình luận ở bên dưới video clip này nhé. Và đừng quên, nếu như anh em thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh để xem thêm nhiều nội dung thú vị hơn nữa của Mobile Legends trên channel của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye!